Để cho chúng drink cây á. Em biết chị em nói gì rồi, nói gì cô luôn. Ở Việt Nam mà buôn hàng spa là thường hay là đây mua nhiều lắm. Người Việt Nam. Ở Việt Nam chị thấy nắng nó nên bạn nó bán cây. Còn người nào mà bị gan. Trời, hôm nay chúng ta vô một cái bán chỗ bán xăm ha. Rồi tôi sẽ quay cho các bạn thấy cái nơi bán xăm. À, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy được cái loại xăm. Xăm gọi là xăm nấm. Nấm Thượng Hoàng. Nấm Thượng Hoàng, tôi quay cho các bạn. Bao nhiêu tiền một ký em? Sa hoàng bơ sớt. Sao thế nhỉ? Yêu cầu hôm nay không? In kino. 20万 gần 5 triệu tiền Việt Nam. Đồng tiền Việt Nam. Nấm này là đắt nhất trong tất cả các loại nấm, hỗ trợ điều trị ung thư, nhất là ung thư cổ tử cung của phụ nữ. Vậy ha. Rồi còn em nói nãy cái nơi phía dưới là nấm sừng hươu. Đây là nấm sừng hươu. Lốc cắc dông chi. À, rất là nó tốt gấp 3 lần nấm minh chi bình thường. À, nó tốt. Nhưng mà cái giá của nó là bao nhiêu em? Lốc cắc dông chi 1kg là mấy không? 1kg thì 3 triệu. 13万 luôn, 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam. 13万 luôn là 2 triệu rưỡi. Cái nấm này vừa để ngâm rượu cũng được, hoặc là để mình bẻ đấy, mình bẻ ra mình nấu nước mình uống. Đây là nấm. Đây là có một cái em trai của người Việt Nam và phụ bán cái quán hàng. Ninh chi núi người ta hái trong rừng đó. À, rất cho là nên xấu. Cái giá của nó giá cao. Nó rất là mắc này, 130.000 thì Việt Nam. À. Tương đương với cả 2 triệu 6. Còn cái loại này là đây do là nấm trồng. À. Người ta trồng trong phong xử, gọi là trong trang trại lông trại đó. Còn đây là nấm núi. À, tại sao mà một cái cây nấm mà nó lại có một cái hiệu để đây là thương hiệu, cái tên của chủ trang trại. À. Khi mà người ta phát hiện hàng nhái hay gì, tất cả đây người ta chịu trách nhiệm. À ha, giống như là bây giờ hàng là Trung sản Quốc, phẩm này hàng, của tôi. Hàng Quốc, đúng rồi ạ. À, cho nên là có tên tất cả của củ. Còn cái này là mình đã đóng gói. Đây là nấm hoa, nấm này thái nó uống nước hoặc là ngâm rượu cũng là tốt. Người ta xếp vào uống rượu rất là mát. À. Đây là nấm hoa, gọi là nấm hoa. Đây như thế ạ. Tuyệt vời. Đây chị qua bên kia. À. Cái này xăm củ nè quý vị. Xăm củ này, củ này mấy tuổi em? Xăm này xăm 6 năm tuổi. À 6 tuổi. Dạ. À, xăm là to 6 tuổi. À, rồi mình về. Ừ. Ừ. Các bạn có thể 35.000 một con của em. À. Xăm này vào hộp thì bán vào khoảng bán theo củ, ví dụ là 5 củ 1 ký, 6 củ 1 ký. 100.000 luôn, 2 triệu. Một số anh chị đi hàng sắp tay đem về bán. À, người ta bỏ vào cái vậy là làm phim. Thì hả? Quay em chị. Ok. Chào cô chủ quán. Em gái tên gì? Em tên Ngọc chị ơi. Ờ, chào em. Facebook luật sư Thu Đoàn đó, luật sư. Ừ. Ở đây chắc ở phía trong nó có rất là nhiều cái loại. Ủa, hai bạn người Việt Nam hả? À? À, chào hai em. Thấy đẹp quá. Ở Việt Nam thì cứ mua về mà ngâm thôi chứ cũng không có. Không có kiểu cách, không có hoa hòe. Đấy, hoa này là xuân à, vậy à. Còn với hoa, họ là ta tỉa hoa, đỏ rất là đẹp. Rượu của em là có bông chứ, nước lọc luôn, trắng tinh. Thảo uống nó còn chất được. Ừ, hay là tức là lại năng mà đâu có qua cái bố em lại bảo người ta làm. Chị nhà có đi em thử tính không? Mấy con?